Hello, chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn của thapham.com. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một cái tên miền ảo vào trong kênh localhost. Cái hướng dẫn này thì mình làm theo yêu cầu của nhiều bạn, tại vì nhiều bạn có xem hướng dẫn của mình á, các bạn không biết cách làm thế nào để mà thêm một tên miền ảo. Ví dụ như mình muốn thêm tên miền là thapham.dev thay vì mình gọi là localhost/thapham. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm như vậy. Thì bây giờ trước tiên là mình vào thư mục localhost ha. Bây giờ mình sẽ mở thư mục ổ C nè, rồi Sam nè, Etherdog nè. Và trong này thì mình tạo trước một thư mục tên là thapham. Mình đặt tên là thapham ha, ví dụ là như vậy. Và sau này nếu mà các bạn cần thêm nhiều tên miền thì các bạn nên tạo nhiều thư mục khác nhau ha. Mỗi tên miền là một thư mục nó sẽ tốt hơn. Rồi và sau khi tạo thư mục xong thì mình có thể là truy cập đường dẫn localhost/thapham đúng không? Đó là như thế này. Nhưng mà ngoài ra, ngoài cái việc mà các bạn truy cập bằng domain localhost thì các bạn cũng có thể truy cập bằng IP, tức là 127.0.0.1. Đó, nó cũng là như vậy thôi. Nhưng mà thay vì bây giờ mình làm như vậy thì mình sẽ muốn gõ là thapham.dev, nó sẽ ra thêm một đó. Thì mình sẽ làm như sau. Bây giờ bạn vào ổ C ha, vào Windows, vào System32, rồi vào etc. System32 rồi drive rồi etc rồi host, tức là các bạn mở file host này lên. Và trong phần host này mình thêm cái IP 127.0.0.1 và mình chọn đến cái tên miền thapham.dev, tức là tên miền mà mình cần thêm á, mình lưu lại. Và sau khi mà các bạn lưu, nếu mà các bạn thấy lỗi này thì nghĩa là cái tập tin này nó không có quyền ghi. Bây giờ chúng ta sẽ phải phân quyền lại cho cái tập tin này. Bây giờ mình tắt đi và mình ấn chuột phải vào file này, mình chọn properties và mình chọn security. Ở đây là mình sẽ chọn cái phần là user ha. Cái phần user mình chọn edit nè. Rồi phần user này mình ấn là allow đây, tức là mình cho phép nó toàn bộ những cái quyền hết. Đó, tất cả những user các bạn phải cho nó cái quyền này hết. Rồi mình ấn apply và mình ấn yes. Ok. Rồi bây giờ mình mở lại và mình thêm đem vào phòng mình sửa và mình lưu lại. Sau khi mình lưu á thì nó sẽ không có lỗi gì cả, đúng không? Chúng ta yes nè. Đó. Thì bây giờ các bạn muốn kiểm tra thì các bạn gõ là thapham.dev. Nếu mà nó ra cái trang này á thì là thành công rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi thapham.dev nó lại vào cái trang localhost mà không phải vào thư mục kia? Thì để thiết lập cái tên miền này nó sử dụng cho thư mục thapham trên localhost á, chúng ta vào thư mục là localhost ha. C nè. Rồi Sam, rồi Apache, rồi config, rồi extra. Rồi các bạn mở cho mình cái file là etcd vhost ha. Mình mở ra và mình kéo xuống dưới. Các bạn thấy cái phần name virtual host này không? Các bạn xóa hai cái dấu thăng này đi. Nhưng mà chúng ta thiết lập sử dụng cái host ảo. Và nếu mà các bạn có sử dụng cổng mạng khác á, ví dụ như các bạn không sử dụng cổng 80 mà các bạn sử dụng cổng như 8888 á, thì các bạn phải sửa ở chỗ này lại ha. Sửa cổng ở chỗ này lại. Và bây giờ ở cuối file nè, mình copy phần này ra, mình paste ra và mình bỏ hai dấu thăng này đi. Và các bạn xóa những dòng này, server admin là không cần nè. Rồi server name thì cần nè. Và những cái này thì các bạn để nguyên nếu các bạn muốn ha. Rồi bây giờ mình xóa hai dấu thăng ở cái chỗ này đi, tức là document root á. Mình xóa hai dấu thăng đi và mình sửa cái chỗ này thành cái thư mục của cái localhost mà chúng ta cần chọn tên miền về. Bây giờ mình chọn cái thư mục là thapham ha. Và cái phần server name này mình bỏ hai dấu thăng đi và mình sửa thành là cái tên miền mà chúng ta cần thêm, tức là thapham.dev. Đó. Và sau khi thêm xong mình ấn lưu lại. Và sau khi lưu xong các bạn ấn stop apache và start lại. Và bây giờ các bạn mở lên. Bây giờ mình gõ là thapham.dev nè. Thì nó sẽ ra thư mục kia, không phải ra cái localhost nữa. Bây giờ mình vào lại thư mục ha. C nè, rồi Sam nè, rồi etcd nè. Rồi thapham mình tạo thêm một file tên là hello.tt. Ví dụ vậy thôi.
À, mình refresh thì mình thấy là cái file của chúng ta vừa mới tạo đã nằm ở đây. Tức là bây giờ chúng ta đã thêm cái domain ảo thành công rồi. Thì đó là cái cách mà thêm domain ảo vào trong cái Lookahead SAM ở trên Windows. Nếu mà các bạn có làm ở trên Mac hay là trên Linux á, các bạn vẫn làm tương tự. Nhưng mà cái bước sửa file host á, các bạn gõ giùm mình cái lệnh là sudo rabbit rồi etc host. Các bạn gõ dòng này nếu mà các bạn sử dụng Mac ha. Còn nếu mà các bạn sử dụng Linux như là Ubuntu hay là gì đó, các bạn chỉ cần gõ cái này thôi, etc host. À, mình thêm một cái lệnh nano, tức là mình mở ra mà đó. Thì nếu mà các bạn sử dụng Linux thì các bạn dùng cái lệnh này, hoặc là Mac thì chúng ta có là thêm cái thứ một rabbit nữa. Đó, thì là như vậy thôi. Và đó là cái cách mà chúng ta thêm domain ảo vào trong cái Lookahead SAM. Nó cũng rất là đơn giản đúng không nè. Rồi, hẹn lại các bạn ở các video khác.